sĩ biết tu hiền, nói gốc chân duyên đạo bồ tiên, hỏi kỳ hiệp bóng cơ duyên, phúc lành đường được hoàng thiên chứng lòng, cầu trên tam giới cộng đồng độ cho cậu đặng phước hồng tư ân. Duyên kỳ hiệp bóng phước phần, hảo hòa hiệp y duyên trần bù sơn, hôm nay đau lại thất sơn, kỳ duyên chúc cầu tâm chân vẹn dình, cũng là duyên nghiệp gia đình, có dai có trả thì mình phải vui. Cuộc đời thế sự ngược xuôi, ai ai cũng có lúc vui lúc buồn, ngày nay cũng sắp hết tuần, cậu ơi ráng giữ tâm luôn sắc màu mùi hương kỳ diệu thanh cao. Bộ đàn pháp thành đã trao duyên lành, bốn năm trở lại tâm thanh, trước kia còn mờ ảo tu hành chưa thâm, ngày nay đạt ly nhân ông, thử lòng bác cái thử trong tâm mình, nghiệp duyên cứu độ gia đình, vớt người trong mộng lập trình tu chân. Ngày nay cậu đến thật sớm, mấy lời chia sẻ tu chân giảng dình, bộ sơn kỳ hiệp hữu hình, hảo hòa hiệp bóng sơn trình như lai. Ai nương sắc ở hằng ngày, nghe lời tôi bảo hôm nay là về, nhớ neo dông hạnh bồ đề, dình tâm chánh pháp cận kề mẹ cha, bồ sơn mới hiệp bóng kỳ ba, hảo hòa duyên của thầy ta nói dòng, cơ duyên thâu đạo tiên rồng, quật dương thị thổ vợ chồng đồng tu, đường đạo đức mới nhàn nhu trong cảnh tục, biết tu hành phải lãnh đục tầm trong, nội duyên pháp hạnh vợ chồng, sáng sao giữ đặng cho lòng thanh cao. Vậy thì theo cô Năm, cổ về nhà là cổ làm những cái công việc gì để mà cho nó nhẹ nhàng? Khi mỗi lần mà có ngồi lên niệm Phật tụng kinh thì trình với thầy tổ, trình tâm bảo, trình cổ quyền, thôi có nhân duyên thì đồng tu, nếu mà là chị em trong thân tộc thì thương tôi giữ được cái xác thì đồng tu, đừng làm cái điều gì khác cho gia đình lo sợ. Rồi đệ cũng vậy, nó nguyện xin độ tặng cho tất cả trong vấn đề chị em, bên vợ bên chồng đồng về từ trò, đồng tu hết.
Rồi cái niệm Phật này là chia sẻ trước và đền ơn đáp nghĩa cho cụ quyền các tổ là cha mẹ ha. Còn sau thì cũng xin chia sẻ phước báo là cho thân bằng quyến thuộc chị em mấy họ người hết bốn họ vậy nha. Thì bình thường không có gì chơi thì coi như thường, nó giống như những người có hiệp được cái bóng tâm linh thì làm được chuyện này chuyện kia thôi, không có gì hết. Đây người ta đâu có quậy phá đâu, người ta tu mà. Dạ, không có quậy phá. Cho nên không có gì trên đó, để cứ coi người ta ngày nào đó. Người ta đủ duyên, người ta sẽ mượn cái xác này. Cũng thật tối gì, gái đẹp. Chào cô. Cũng ngày mai giờ tối á. Dạ. Gái đẹp đẹp không? Ờ, gái đẹp đẹp không hả? Cô thấy hả? Thấy. Là... Ta ngồi cho, đứng đi cho lưng mình, ta cúng không? Dạ, cũng đi cho lưng mình. Có gì ta cũng cúng luôn ha. Ta lợi dạ, vậy là ta cũng ta tu bằng cái quan hồn đó, chắc lẽ là thấy cô chú cũng tu hiền á. Rồi người ta theo, người ta nương, người ta tu thôi chứ không phải là ta theo ta. Nói chuyện giản. Dạ, chứ ta không phải là ta phá phách gì đâu. Tôi nói với Nam Ngàn với chú Dũng lý do như vậy là mấy tháng nay tôi không có đi. Dạ. Bởi vì tôi ỷ y là mình cúng ở đây ít người cúng. Ở xóm này không có người cúng như mình. Thành thử mình cúng người ta lợi đặng người ta cúng với mình thôi, cũng nói vậy vậy đó. Dạ. Không đi thì đừng có quánh đặt người ta. Đúng rồi. Đó. Cũng như vậy đó, mình cúng người ta cúng. Dạ. Coi như là những cái mà siêu mồ lạc mã ở đây. Dạ, dạ. Chứ không có hù nhát gì hết trơn, tôi hỏi có hù nhát mà không, không. Cũng như bởi đương nằm, đương ngồi vậy đó, ta ngồi trên xe, ta dòm, nó cười cười vậy đó. Dạ. Vậy ha. Thì thôi, thì bây giờ gì? Đâu có, dạ. Vẫn chơi vậy thôi. Từ bi, hỷ xả, nên ta đồng tu với mình nha. Độ cho người ta đi. Vậy là người ta giống theo. Giống như ngày Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngày cũng độ Phật Âm vậy. Thì bây giờ, nhà hai chồng đi hết. Biết đâu mình là đồng tử của ngày hồi xưa. Mà tới giờ này mình tu mình cũng độ rồi các chị đó. Phải cơm rồi cho ăn. Vậy hả? Con nói vậy đó hả? Mà đâu có nói đâu có nói chuyện như mình. Dạ. Alo, tới tu thôi. Chỉ thấy cái bóng thôi, chứ không có nói chuyện. Dạ, khi mà mình nói người ta thôi, chứ người ta không nói. Dạ, khi mà mình dọn cơm rồi đó, mình ăn đó mình cũng mời ta. Dạ. Cũng như giác chiều á. Bây giờ tối cúng tới 2-3 lần, giác chiều chuẩn bị đi cúng á, rồi bây giờ mình thấy ở ngoài đường á. Dạ. Thì mình biết rồi chắc người ta về người ta cúng với mình. Dạ. Không gì đâu. Đại nghĩ vậy là đúng rồi đó. Nghĩ rồi thành thử là tôi không có mà đi chỉ thầy chỉ gì hết. Dạ. Rồi gần đây nè là bà thấy quá nhiều đi vô tới nhà luôn. Tức là lúc này là vô tới nhà mở cửa vô bà gà bà đóng lại. Dạ. Bị gì hết. Dạ. Tôi lại kể ta cúng ta vô ta cúng với mình. Dạ. Không có gì đâu phải đóng cửa lại. Nãy tôi chưa coi bệnh tôi nghĩ là chắc cổ bị yếm. Mà tới ra đây là mình coi lại là không có bị. Dạ. Mà bị từ cái chỗ mà khi mà thần thức yếu rồi sắp chết rồi đó. Dạ. Rồi mấy phần kia vô giữ xác vô được cái vô luôn. Bị đây là cũng buộc thật chứ không phải người ngoài. Dạ. Rồi cùng tu luôn. Về độ cho bà này bắt tu luôn nè. Dạ. Chứ không phải bà dễ tu đâu. Cho nên là tới mỗi cái thời cúng là kéo về cúng rồi ha. Dạ, đóng cửa. Dạ. Mà mình đâu thấy. Mà là đóng cửa lại đi qua để mình vô cúng. Mà ổng chàn vô. Dạ. Tôi tạo người ta cúng, ta vô, ta cúng với mình. Có người ta vô, ta vô. Ta cúng chung với mình thôi cho vui. Tại vì nhưng cái phần... Nhưng mà có cái chỗ là lên cúng. Thì đưa ngọn niệm Phật gì nè. Dạ. Còn hơi cái bà quái lại. Bà quái lại cái bà khiều là kiều. Nhóc người ta cúng cho lên tiếp. Dạ. Dạ. 5 giờ rồi bắt đầu. Khoảng mấy người cô thấy đông khoảng nhiêu người? Vài chục người không? Vài chục người thì không tới, chừng mười mấy 20. Dạ, mười mấy 20 người ha. Là về là cúng ở sau lưng của cô chú hả? Hay là trước mặt? Ở sao đâu với mà trước. À, ở sao? Ta thương mình cái tu mà. Vậy là ngồi nè, tôi ngồi tôi cúng nè. Dạ. Rồi ngồi lại sao? Ngồi lại sao? Ta nương mình tu không sao. Vậy là những cái phần âm đó ta nương theo mình ta tu rồi. Ta luôn đi. Nhưng mà bà chỉ mình đâu có thấy được. Dạ. Chú đâu thấy, bà thấy mình không thấy. Nhưng mà bà kêu hơi đó, bà kêu hơi, bà kêu. Mình quay lại đâu có thấy ai. Dạ. Về thệ nguyện độ. Tận độ. Dạ, khi mà mình người ta thấy đông độ. Dạ. Xe cổ thì có mấy đứa con đó. Dạ. Sao nó không có ai trước đó. Lát không quá bây giờ. Chừng hai xe còn không. Dạ. Vậy á. Anh bởi ra ổng đó. Gì mà ngoái sao hoài. Cái mình dầm ra sau xe mình thấy có người ngồi trên đó hả? Ừ. Dạ. Giờ đó cái nhà luôn rồi. Dạ.
bữa nay tôi đi về là hai xe ở trong nhà. Đi con mượn người ta giữ. Dạ. Đi mượn người ta giữ. Vậy hả? Mượn mấy phần á. Vậy hả? Chắc đi ra tôi đi vô nhà tôi chơi coi chừng nhà giùm tôi nha. Bà nói vậy hả? Thôi vậy hả? Vậy hả? Rồi hôm nay cô đến cô gặp cô Năm đó rồi cô có vui không hay là cô có cảm nghĩ gì không cô? Vui mới gặp vui vẻ mới tới đây. Dạ, vui vẻ mới tới đây ha để thăm cô Năm. Cô Năm cho ngày nào lên thăm cô Năm nữa cô Năm. Nó. Cô nghĩ cho nghe. Hai vợ chồng già cô Năm với chú Dũng nghe. Bị gì bán nào vậy thường thường là tôi chở đi gần đây không có chở được lý do là tê cái giò. Cái gớt xuống cả dưới đường tôi đâu biết. Nhưng mà đi lên đây tôi nguyện tôi giái. Nguyện giái rồi. Nó đàng hoàng độ đi tới chợ. Nếu mà như vậy thì đi dọc đường nó hỏi thăm chừng chừng. Thăm chừng chừng coi. Nếu mà gớt cái giò xuống mà kêu tôi thắng lại nha. Chứ để nó cài dưới đường rồi không ấy. Thành ra cũng ngồi lên đây thì cũng không ấy. Có ngừng lại chút à. Cũng im cư ha. Cũng ngồi hồi lúc đi cũng nguyện giái cho nên là cũng đi cũng suôn sẻ chứ ha. Tiếp mở cho cái phần âm với phần dương luôn. Thì chừng nào lâu lâu để rảnh thì chạy lên. Giờ cỡ tầng ông lên. Được, để chị tỷ nói cho em nghe nè. Ở đây tới ngày tới giờ bông qua có bà con lo hết trơn rồi. Còn giờ hai ông bà già rồi lo tu. Và cái tâm là tốt rồi, quý hơn bông qua nữa. Đằng sau đừng có mua bông hoa trái cây gì hết nghe chú nha. Ở đây cô Năm lúc nào cũng có bông hoa trái cây cũng có những. Có bông hoa trái cây cho mua cái nó dùng cho chú có tấm lòng. Chú Dũng và chú với ai nữa hai người nữa. Châu Phú, Thành Hậu. Ba người đó. Mấy chú không biết đâu thấy. Mới lên rồi coi tôi nghe thích nghe tiếng đó. Ông đây kìa. Tôi bắt nó mở cho bà coi nha. Nghe tiếng thôi đâu coi được. Bữa nay thấy hình cô ha. Bữa nay thấy hình luôn. Bữa nay cô thấy con, cô thấy hình thì cô thấy con sao? Đẹp trai. Như thiệt vậy. Vậy bữa hổm đòi lên núi tu. Ở trên phải hoài chứ hai tu. Con cũng chúc cho cô chú luôn được nhiều dài sức khỏe tinh tấn tu hành nha, độ các phần âm tu với mình luôn nha. Chúc cho chú Dũng trên cái đường làm thiện nguyện của chú được bình an và mạnh khỏe nha chú. Cũng cầu mong cho chú được mạnh khỏe. Tỷ cũng chúc cho cô với chú về luôn luôn tưởng tới Phật. Mà mình coi tất cả những người đó tốt là người tốt hết. Tại bây giờ cái nhân duyên mà cái đời này mỗi người mỗi việc đó, thì làm theo của vô vi không ai có thể hiểu hết, nhưng mà có cái lực của quyền di thành thử cho cô chú lại thì ở đây thì thấy cho tỷ biết thì tỷ mới nói vậy đó chứ đâu có biết 11 năm mà cổ bệnh mà đâu biết 11 năm quay đầu mà đâu biết 4 năm trở lại đây rất là bình an đâu. Thì cũng nhờ cái điển của quyền thiên ở trên cha mẹ thầy tổ chuyển mở khẩu của tỷ để tỷ nói cho hai em vững vàng. Cô chú về cứ lực lo tu, độ âm độ dương gì cũng độ cho. Chú biết ví dụ như cái độ bệnh á thì cái xác người xác na chưa sống được 150 năm đâu. Mà độ được một cái linh hồn đó ha là vô lượng kiếp bằng độ 100 người sống, 1000 người sống. Tại vì cái linh hồn á là còn tái sanh, còn luân hồi, còn chuyển kiếp. Còn cái xác này thì nó phải quại tay từ từ cái nó mỏi, chân từ từ nó muốn gụng, tóc từ từ cái nó bạc, con người từ từ hết hơi thở. Còn cái linh hồn này nó là một cái bóng thiên, một cái hồn linh, nó sẽ sống được muôn đời muôn kiếp luôn. Mà khi mà bây giờ cái đó là cái nhân duyên để chú mở cái tâm từ để chú độ cho các phần dông mà về tu ở trong nhà mình đó, thì chú độ đó và chú độ bằng mấy ngàn người luôn. Ở đây thì nói với Nam với chú Dũng nghe thì cái chuyện này đó là mình nói với những người đạo trong mình đó là người ta hiểu, người ta thông cảm mình được. Còn nếu mà nói với cái người ngoài á thì không thể nào nói được, nói người ta tạt ngang liền. Người ta đâu có tin về được cái tâm linh. Bởi vì không có nói được. Tại vì người ta không thấy nên ta không tin. Mình thấy thì mình tin. Chị ruột mà còn không tin nữa. Tôi nói chị ơi, thiệt cái này là cái người ta
chắc có lẽ là theo mà cái việc của em á. Dạ. Thì những cái người siêu mồ lạc mã đây người ta về ta tu với mình. Dạ dạ đúng rồi chú. Tụi nó ông cứ việc yên chí đi, tôi nói bà xã yên chí đi, người ta tới đây người ta tu với mình đó ông ơi. Dạ, chứ không có phá mình hết á. Mình mở cái tâm từ bi. Rủ người ta vô tu luôn. Dạ. Không có gì hết trơn. Ăn cơm mà tôi cũng giấy. Dạ. Ăn cơm khác. Nhưng mà mình đừng có giấy chung với cái chén cơm của mình ăn. Để giấy vậy mấy người ta không dám ăn, để cứ bới một chén cơm. Dạ. Cứ để nguyện. Thì để quá cho người ta về ăn để riêng đi cho nguyện, rồi mình nhưng mà khi nguyện đó mình phải nguyện của quyền trước cha mẹ mình trước mình mới nguyện mới được sao nguyện của quyền thất tổ rồi, ông bà cha mẹ về cơm với mình Rồi mời những siêu mồ lạc mã nơi đây chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn siêu mồ lạc mã nơi đây về dùng cơm với gia đình tôi đó là người ta biết tu nhưng mà người ta không có cái chỗ tu đó đệ cho nên khi người ta nghe được á mình tu là người ta đến. Có khi bữa hổm mới đêm nào không chỉ nữa tập gì đừng tôi phải ngồi đừng nói thấy vậy thấy như một lo niệm Phật thôi. Giờ thấy nữa cứ lo niệm Phật để biết không cái gì cũng nói là một cái duyên mà mình chuyển lại nó thuận duyên thì mọi thứ nó thuận hết không có gì chứ giống như khi mà mình tụng kinh vậy người đời người sống hữu hình vô ngồi nó cũng nghe mình để tu. Những người này người ta muốn tìm chỗ tu mà ở đó có chỗ chùa chiền gì đâu mà người ta tới. Có mà ở chỗ của chỗ của đệ à. Mà người ta nhìn được cái tâm của đệ người ta mới đến. Cái người vô hình đó ha, người ta sáng hơn cái người hữu hình. Bởi vì người ta không có thân, người ta rất là nhẹ. Cho nên đó, người ta đi mây về gió được mà người ta biết người nào làm sao người ta biết hết. Cho nên người ta biết cái tâm của đệ, người ta biết cái tâm của muội thì người ta mới tới để cùng tu. Chứ mình không có đủ phước đức, không có đủ cái duyên thì mấy phần âm nó cũng không tới tu đâu. Nó lợi nó mấy cái phần hồn mình nhập vô xác nó thử mình dữ lắm luôn á. Lợi ha, bắt đầu nó nổi xăng đồ lên ha. Cái mình chỉ là pháp hát mình khuyên nó thôi. Cái nó bà dị tôi mới sợ, tôi mới theo bà tôi tu chứ dắt tôi đi nhắc thầy chân à. Lợi rồi quánh đập tôi đâu sợ. Tôi đâu có xác đâu đánh tôi. Nó đánh tôi trốn mất tiêu à, tôi đâu có sợ đâu. Mà bà dìu được cái linh hồn tôi đó là tôi tu. Tôi thương bà, tôi tu bà hiền, bà đúng là người bà lão bà nó vậy thôi nha. Là tôi mới tu với bà đó. Rồi sắp tới tôi đây tôi không có theo xác này nữa đâu, tôi hứa với bà nè. Nó hứa với bà là một chuyện thôi, còn lại con quy y đi. Nó quỳ xuống quy y lường cái ngã nó bạch ra là đi rồi đó. Cho nên nhiều khi mình không phải thấy phần âm rồi mình dọa nạt ta không được. Mình phải dùng tình thương để mình cho người ta thấy được Phật Pháp là chánh Pháp, Phật Pháp là từ bi, Phật Pháp là có tình thương vô hạn vô biên. Thì người ta mới phục nể chỗ đó, người ta mới quay về với mình. Mình hơn chỗ người ta họ là từ bi. Còn cái giữ mình Phật không có giữ, bên Bồ Tát hành không có giữ. Mà giữ bên phần đó giữ thì nó là quỷ ma nó giữ hơn mình nữa. Cho nên mình phải dùng cái chánh pháp của phái đạo pháp của mình. Mình thể hiện cái chơn hạnh của mình để mình dìu dắt các vong linh. Chứ không phải là ý là mình có quyền có thế. Mình biết người ta núp vô đây trốn. Mình thấy người ta được là mình bắt mình quánh ta đâu không phải. Mà nó phạm với cái lực từ bi nữa. Cho nên tôi nói và các vị nhìn đi. Các vị nào mà chỉ bệnh ma tà mà quánh đập là quỷ lớn ăn hiếp quỷ nhỏ. Tất cả đều là quỷ hết đó. Nó mới đánh đập mới hung ăn chứ đâu phải Phật. Phật Pháp thì đem lời nhỏ nhẹ tình thương yêu dìu dắt cho chúng sanh trở về với bến giác. Chứ đâu có dùng mà vũ lực, đâu có dùng lời thô bỉ. Phật có dạy mình phải dùng mình. Mẹ mà nói chuyện với mình còn không có nói nữa. Mà mẹ phải dùng Pháp để nuôi con hết. Thì bây giờ mình là người cái tu nhân học Phật, mình học chỗ nào của ông Phật mình làm đi. Chứ mình làm cái đó là sân si, là như là tà ma đâu, ngoại đạo đâu có còn là chánh pháp nữa. Cho nên nhiều người chỉ bệnh tà ma rồi chửi bới rồi đánh đập đồ hoàn toàn sai đó. Tà không được. Cái tâm không có bồ tát được. Hạnh. Rồi lòng từ bi không có nữa là sao Phật? Chị bệnh là đem cái lòng từ bi ra. Để mình chia sẻ. Để mình chia sẻ. Thì ta mới khâm phục mình. Chánh pháp. Vậy là bữa nào mới lên nữa không?
Bữa nào muốn lên thì lên nha. Từng mình lên lần. Từng lên lần nữa coi ha. Ở đâu lận? Ở Long Xuyên. Ở Long Xuyên. Ở Long Xuyên đi gần rồi cũng được. Vậy từng lên chơi nha. Còn nếu mà ở đường Phú Hòa thì đi đường của cô cho nó gần. Không, ở ngoài này ngoài chợ mình khách. Chợ mình khách. Chợ mình khách. Vô chợ mình khách thôi chú. Dạ, dạ, dạ. Vậy thì ở ngoài này mình đi đường ngoài. Đi đường ngoài. Chị nào lên là nhớ điện nha. Dạ. Tại vì nói chung bây giờ cái cảnh bây giờ về kinh tế thì quý vị làm ăn nó cũng bị phá dữ lắm. Dạ. Mình mịn nhau nè, không hơn thua cái dùng bùa chú đủ thứ. Rồi có khi cùng mình cũng phải đi giúp. Để cho chị nói để nghe là mấy cái phần đó nó đánh là đánh cho quậy luôn á. Rồi mình cũng phải giúp để mình tháo gỡ giúp cho bà con những người mà bị những người không có từ bi đó. Cái tâm sân si rồi gì danh lợi rồi giết hại lẫn nhau mình cũng phải giúp. Dạ. Giúp gỡ ra chứ để người ta bệnh chết thì sao? Hoặc ta làm ăn mà người ta đuối, người ta không biết đường gỡ, mà người ta không thấy được, người ta tự giận hoặc là người ta điên. Cho nên nhiều cái cảnh tài sản người ta lớn quá mà người ta làm người ta không thấy được cái đường cái mối, người ta không tháo gỡ được, người ta bối rối người ta cũng điên. Dạ. Cho nên thì bây giờ cái bằng này hiện nay nó rất là nhiều. Cho nên giờ cũng dịch bệnh cũng hết. Thì đi tới lui được rồi có khi chị cũng đi, có gì cầu với cô lên thì điện trước, có nhà chị lên ha. Còn không có, tôi nói bữa nào tôi đi công việc về thì cô cậu lên. Dạ. Yeah. Vậy đó. Tôi không từ chối cái gì chứ, có duyên đến thì tôi gì cũng được, được cũng được, gì tôi cũng nghĩ. Trước mắt là cái nghĩa tình trước, cái tình cảm trước. Còn cái chuyện á, cái nhân duyên chứ không phải mà nói á. Mình làm thầy có tiếng mà được, tôi không suy nghĩ đó, tôi nghĩ bằng cái tình cảm, cái nhân duyên. Yeah. Mình gặp nhau là do cái duyên hạnh, do cái phước báo gì đó. Gặp nhau rồi. Để mình chia sẻ với nhau bằng cái lời nói tình thương yêu. Để mình là coi như trợ lực. Yeah. Để cho chị em, anh em tới đây, con cháu tới đây nó có một cái lực sống. Yeah. Bằng cái tình thương, cái nghĩa khí của mình. Chia sẻ vậy thôi chứ còn tôi không nghĩ hết để. Cho nên nếu mà đệ có lên thì đệ điện, tại vì đây cũng chia sẻ thiệt với đệ là cái gì đó. Yeah. Có lúc thì hiện nay bây giờ rất là bị rất là nhiều. Làm ăn cái kiểu mà đạp nhau mà để bước qua lên đó. Không. Màn này nó vậy đó đệ. Cho nên nó dùng bùa chú mà bây giờ ngặt cái gì nè. Bây giờ bùa Thái nó bán rất là nhiều, nó bán tự do lên trên mạng luôn. Rồi cái người tham sân si thì mua, hại người vô tình. Cho nên nó tự chỗ đó, cho nên bây giờ mình có tới công việc nó hôm nay rất là nhiều. Cho nên là chị có thì chị cũng phải đi giúp người ta gỡ giùm. Thì đủ duyên vậy đó, còn đủ duyên là nó khác nữa.